Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học về lệnh special trong Excel. Đây là một tính năng cho phép người dùng lựa chọn đồng thời nhiều ô có chung một tiêu chí cụ thể. Vậy, sử dụng tính năng này như thế nào? Đầu tiên, bạn chọn một phạm vi nhiều ô khác nhau, nhấn F5 hoặc Ctrl G. Xuất hiện một hộp thoại, chọn nút Special. Ở đây, hãy lựa chọn tiêu chí mà bạn muốn lựa chọn cho các ô trong phạm vi đã bôi đen dựa theo tiêu chí này. Ví dụ, nếu tôi chọn Blank và nhấn OK, bạn có thể thấy các ô trống trong bảng của chúng ta đều đã được chọn. Chúng ta có thể thực hiện điều tương tự cho các ô chứa nhận xét, hằng số hay công thức. Bây giờ, chúng ta sẽ tiến thêm một bước với tính năng Special này, đó là nhập nội dung trong các ô đã chọn. Trong bảng tính trên màn hình, chúng ta có rất nhiều ô đang trống. Ở ô K10 bên ngoài bảng, tôi sẽ gõ NA, viết tắt của Not Available. Sau đó, tôi sẽ sao chép nội dung ô này, chọn bảng, nhấn F5 và chọn Special. Sau đó chọn Blank. Cuối cùng, khi xuất hiện bảng tính trở lại, hãy chọn lệnh dán Ctrl V. Bây giờ tất cả các ô trống đều sẽ xuất hiện NA. Rất nhanh gọn phải không nào? Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn cũng đừng quên subscribe kênh YouTube Cộng đồng Kinh doanh Saga cũng như like fanpage Cộng đồng Kinh doanh Saga của chúng tôi để nhận ngay thông tin về những bài giảng hoàn toàn miễn phí khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các buổi học sau.